ngồi thẳng phóng quang minh, giác ngộ các quần sinh, hàng ma thành chánh giác, chuyển pháp luân vô thượng, thị hiện đã xong rồi, vào nơi đại niết bàn. Thị hiện tướng ngồi ngay thẳng phóng đại quang minh, giác ngộ tất cả chúng sinh, hàng phục tất cả ma nhiễu loạn mà thành chánh giác, chuyển bánh xe diệu pháp vô thượng, giáo hóa tất cả chúng sinh. Sau khi thị hiện tám tướng thành đạo rồi mới vào đại niết bàn. Các Bồ Tát hạnh đó vô lượng kiếp tu tập, rộng lớn không bờ mé, này tôi nói ít phần. Đó là tất cả hạnh của Bồ Tát tu hành, từ vô lượng kiếp đến nay, đều tu hành, học tập như thế, rộng lớn chẳng có bờ mé. Bồ Tát Phổ Hiền nói, này tôi chỉ nói ít phần mà thôi, nếu nói tỉ mỉ thì dù trải qua vô lượng kiếp cũng nói không hết được. Tùy kiến vô lượng chúng an trụ Phật công đức trong chúng sinh và Pháp, rốt ráo không chấp lấy. Tuy nhiên hãy khiến vô lượng chúng sinh an ổn trụ tại công đức của Phật ở trong chúng sinh và Pháp, rốt ráo chẳng có sự chấp trước. Đầy đủ hạnh như vậy, du hí các thần thông, đầu lông để các cõi trải qua ước ngàn kiếp. Đầy đủ hạnh môn của Bồ Tát tu hành như vậy, du hí tất cả thần thông, có thể ở nơi đầu của một chân lông, đặt để tất cả cõi Phật trải qua ngàn ước đại kiếp vẫn không lay động. Tay cầm vô lượng cõi, đi các thần không mỏi, đem về để chỗ cũ, chúng sinh chẳng hay biết. Trong lòng bàn tay cầm vô lượng cõi nước chư Phật, đi đến các vô lượng cõi nước mà thân thể không cảm thấy mệt mỏi, lại đem về chỗ cũ mà chúng sinh vẫn không hề hay biết chỗ trụ của thế giới, đã bị Bồ Tát dùng thần lực đem đi đến thế giới khác, lại có thể rời thế giới khác, đem đến thế giới này hỗ tương rời đổi, nhưng phạm phu ngu si vẫn không hay không biết. Bồ Tát đem tất cả đủ thứ trải nghiệm cõi, để trong một lỗ lông chân thật đều khiến thấy. Bồ Tát dùng tất cả đủ thứ đủ trải nghiệm, để trải nghiệm đủ thứ cõi nước, đem hết thảy cõi nước để vào trong một lỗ chân lông. Sự việc chân thật hay khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được cảnh giới này, mà trong lỗ lông chẳng có sự chật hẹp. Cảnh giới này là hoàn toàn sự thật 100%, nhục nhãn phạm phu chúng ta nhìn chẳng thấy được, nhưng bậc thánh nhân có ngũ nhãn đủ thông, nhìn thấy được rất rõ ràng, tuyệt đối không nói dối. Đức Phật là bậc thánh nhân nói lời chân thật, tuyệt đối không nói lời giả dối. Lại dùng một lỗ lông dung nạp tất cả biển, biển cả không tăng giảm, chúng sinh chẳng nhiễu hại. Ở trong một lỗ chân lông khắp dùng nạp tất cả biển lớn, nghĩa là đem tất cả biển lớn để ở trong một lỗ chân lông, nhưng tất cả biển lớn cũng không giảm bớt, lỗ chân lông cũng không tăng thêm. Đó là cảnh giới diệu không thể tả. Đối với tất cả chúng sinh chẳng có nhiễu hại, chẳng phải nói đem tất cả biển lớn để vào trong một lỗ chân lông thì chúng sinh bị chết hết, chẳng phải vì đó là Bồ Tát biểu hiện du hí thần thông. Vô lượng núi thiết vi, tay đập nát thành bụi, một bụi là một cõi, hết số những bụi đó. Vô lượng núi thiết vi, dùng tay đập nát thành bụi, mỗi hạt bụi làm thành một cõi Phật, hết những số hạt bụi đó thì ngừng. Những cõi Phật đó không cách chi tính đếm được. Đem các cõi bụi đó lại nghiền nát làm bụi, bụi đó có thể biết trí Bồ Tát khó lường. Đem những hạt bụi đó làm thành nhiều cõi nước Phật, rồi nghiền nát hết những cõi đó ra thành bụi, những hạt bụi đó có thể biết số lượng bao nhiêu hạt bụi, nhưng trí huệ của Bồ Tát không cách chi dò lường được, chẳng có người nào biết được rốt ráo có bao nhiêu. Ở trong một lỗ lông phóng vô lượng quang minh, ánh sáng trời trăng sao, ánh lửa châu ma ni. Ở trong một lỗ chân lông phóng ra vô lượng quang minh, quang minh đó vượt qua ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, các vì sao, cũng hơn hẳn ánh sáng của châu báu ma ni, tóm lại hơn hẳn tất cả ánh sáng.